À, vâng em xin uh, chào các anh Đấy, hôm nay thì là đây em uh, tiếp tục lên uh, no center nhé đây là vừa về được hai con no center hàng đầu mạng cho những bác nào mà cần center nhé ở đây là có center uh, dùng cho các bác là ghép với cả các cái uh, bộ 5 1 mini và 5 1 chung nhá sai chung nhé ở đây con trên này là con uh, sai nhỏ hơn và con này sai lớn hơn cho những bác nào cần những sai lớn hơn nhé một con ở trên là con đền đông con ở dưới là con yamaha này đây con trên là một con đền đông Đấy, các bác thấy này nó center này thì là nó có chiều ngang khoảng 20 này Đấy. sâu nó là đi uh, khoảng độ uh, 8cm và cao cũng khoảng 8 đến 9cm nhé Đấy. Đấy. loa còn rất là đẹp nhé nó còn cực kỳ đẹp luôn đây là con center đây xây là câu là, là, là là, là kia của center đúng không? Model của nó là con SC 380 nhá, CM380. Công suất tối đa là 80W, công suất hoạt động thường xuyên là 30W này. Đấy, đèn ông nhá, đèn ông. Đấy loa rất là đẹp. Các bác có thể thấy em quay tổng thể cho bác xem này có cực kỳ đẹp luôn. Đấy. Đấy nhá. Còn rất là tuyệt vời luôn. có tất nhiên đây là hàng đã qua sử dụng rồi thì cái việc mà có thể nó có một vài cái vết nọ vết kia một xíu thì nó không tránh được 100%. Thế con này còn rất là đẹp này, đúng không ạ? Có rất là đẹp luôn nhá. Đề nông scm 380 Thì con đề nông SCC 380 này thì là giá của nó là 890 000 nghìn bác là mua alo em nhá. con này là con đề nông này. Đấy, còn bên dưới đây là một con center của Yamaha nhá. center của Yamaha này. Đấy, nhìn cái nào, kiểu dáng nằm ngang này biết là center rồi đúng không? Đấy nó center của Yamaha con này nó có mã là con uh, NSCM C10MM nhé C10MM đấy có đọc tắt đọc tắc là C10 đi C10MM đi C10WM C12M đấy. còn đọc C10MM cũng được đọc hết đau hết cả mồm thôi đọc là Yamaha NSC10 nhé Yamaha NSC-10 công suất của nó là đi 50-125W đến Lock mình là 50W và max là 125W trở khoảng 6 ôm nhé Đấy Loa về còn rất là đẹp Các bác thấy này Góc cạnh đúng không Rất là tuyệt vời luôn Góc cạnh đẹp Không xứt mẻ gì Xương sơn xi các thứ là Cũng còn rất ok Đấy, Các bác thấy này Đấy, Đấy con đến đâu mà nó không mở được căng nên em không mở được căng ra đâu nhưng mà nói chung là con này em đã cắm điện thử rồi nó lên bình thường nhá Đấy. đây là con Yamaha này Đấy, con này thì này tháo được nhé con này là hai loa đây hai loa lời nó hai loa lời mới cả một loa tép ở giữa đây hình thành thành một hệ thống loa center đây Đấy, loa màng trắng gần vải nhé màng trắng gần vải là tiếng nó rất là mềm trung âm rất là sáng luôn Đấy, là Yamaha các bác biết rồi đặc trưng của nó là cái trung âm cực kỳ tốt Đấy. Và trong các cái dòng loa thì là gần như là Yamaha thì là nếu nói về các cái độ trung âm thì là con Yamaha này cũng thuộc một dạng rất là. Là, 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 hay. Đấy. Yamaha NSC 10 MM nhá. C10 MM đấy, hàng về đẹp luôn, cái căng đây cũng đẹp này. Được chưa? Thì con này sẽ có chiều ngang ở đôi này nó khoảng tầm là 28 cm chiều ngang đấy, sâu nó khoảng độ là đi à đây, không biết có kích thước ở đây. Đo được chính xác là tốt nhất. Không biết cái thước ở đi đâu mất rồi. Có đem đo được cho các bác thì chính xác luôn nhưng mà đây nó không có thước này, em cứ đo bằng tay nhá. Em có nhìn cái thước em quanh quẩn đây mà không biết là chắc là mọi người đã cầm đi đo đạc cái gì rồi. À, con này là chiều ngang là 20 này, cộng thêm một chỗ này nữa. Đấy, chỗ này nữa Nó chưa được nửa găng tay đúng không Chưa được một nửa găng tay Thì nó rơi vào khoảng tầm 28 29 cm chiều ngang Đấy. Sâu hơn một găng tay một chút thì nó khoảng 11 đi 11, 12 mà Đây, cái, cái này nó cũng khoảng tầm 9 đến 10 nhé Cái này cao hơn tí à, Hai con này bằng nhau thì con này khoảng 9 cm chiều ngang À chiều, chiều cao Đấy thì con Yamaha này nhé thì là giá của nó là 1 triệu 250 nghìn. Đấy, 1 triệu 250 nghìn của Center Yamaha này. Đấy, bác nào là có nhu cầu mua con nào trong hai con này alo em nhé Đấy, cả hai con đều nằm center được Đấy. đều có thể là sử dụng nằm center được nhé Đấy. ok ở thì là Yamaha NSC 10 MM thì con ở dưới là 1 triệu 250 và con ở trên là con đề nông C... SC M CM 380 nhé sccm 380 thì giá của nó là 890k Đấy bác nào mua con nào trong hai con này alo em nhé. Số điện thoại liên hệ để đặt hàng là 0966 594 581 hoặc là 0979891682 nhé. Xin chào các anh và xin hẹn gặp lại các anh ở trong những cái video tiếp theo của bên em nhé.